Tối qua, không gian đi bộ mới nhất của Hà Nội là phố Trần Nhân Tông đã chính thức đi vào hoạt động. Người dân thủ đô tỏ ra rất thích thú khi có thêm điểm vui chơi trong dịp cuối năm. Ngay trong buổi tối đầu tiên đi vào hoạt động, không gian đi bộ Trần Nhân Tông đã thu hút được lượng lớn du khách đến trải nghiệm. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi được cùng bạn bè, người thân chơi những trò chơi dân gian và thưởng thức đặc sản nhiều vùng miền tại đây. Cho dù kết thúc một cái ngày cuối cùng làm việc của năm rất là bận rộn, đến tận cái thời điểm cuối cùng thì gia đình mình vẫn cố gắng đưa cháu đi chơi, vì là cái chỗ này cũng khá là gần nhà mình nên là mình nghĩ là trong thời gian tới mình sẽ có nhiều cơ hội để đi cùng cháu trên đi bộ này nhiều hơn. Ở phố đi bộ này là có những hàng thực ẩm thực đặc sắc và những cái món loại đặc sản là nhiều hơn các phố đi bộ khác rất nhiều. Chắc là ngày mai mình sẽ quay lại. Việc đầu tiên là mình sẽ muốn tham gia một số cái hoạt động vui chơi và xem âm nhạc. Ngoài ra là mình cũng sẽ chuẩn bị mang theo nhiều kinh phí hơn để mình thử thưởng thức các loại ẩm thực và món ăn mới ở đây. Không gian đi bộ đang được triển khai trong giai đoạn 1, gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông từ nút giao phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng, trục chính công viên Thống Nhất và toàn khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo quanh Hồ Thiền Quang. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1,6 km. Trong giai đoạn này, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ. Và điều đặc biệt của không gian văn hóa ở đây là được kết nối với khu vực công viên Thống Nhất. Hiện nay công viên cũng đã được hạ hàng rào, tạo nên một khoảng không gian rất là tuyệt vời và có một cái không gian rất tuyệt vời để phục vụ nhân dân. Hà Nội kỳ vọng với việc đưa vào các hoạt động không gian đi bộ sẽ góp phần quan trọng phát huy giá trị không gian văn hóa lịch sử, các di tích, giá trị không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Cùng với đó là động lực mới thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, đặc biệt là phát triển mô hình kinh tế ban đêm của thủ đô.